Ohayou gozaimasu và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series review anime manga của tôi. Và chúng ta sẽ trở lại với Wrap of the End episode 15. Và mặt trước, như các bạn có thể thấy, đó chính là hình của thanh niên trung sĩ Narumi cùng với đồng đội của anh ta. Nếu các bạn nào đã từng đọc truyện rồi, chắc chắn các bạn sẽ biết được rằng đồng đội của thanh niên Narumi này đã chết hết. Nhưng tại sao phòng bìa lại có hình đồng đội của anh ta? Đó chính là một điều cực kỳ là bí ẩn. Và xung quanh quyển truyện, nó vẫn như cũ thôi. Vẫn như mỗi khi, chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái miếng poster nhỏ nhỏ. Lần này, chúng ta sẽ có hình của thanh niên Yu trong một cái trạng thái giống như là ma mị rồi quỷ chú này nọ các kiểu. Nhìn trông khá là đen tối. Đánh giá về mặt nội dung thì cái quyển episode 15 này nó đã bật mí cho chúng ta thêm một số cái bí mật rất là động trời. Và chúng ta hãy bước vào tìm hiểu nội dung của quyển Wrap of the End episode 15. Nói sơ sơ về cốt truyện của episode 14 lại một chút. Thì nếu như các bạn còn nhớ, cả nhóm của Guren đã đứng trước dinh thự của Ferris Battery. Sau khi đánh ngất tất cả đồng đội của mình, Guren đã bước vào tòa hầm của dinh thự và gặp lại cả team Yuichiro. Giải thích một chút xíu về cái vụ đánh ngất. Thì do các bạn biết đó, ở episode 14 thì có một số cái tài liệu của Đế Nguyệt Quỷ, và trong đó có đề cập đến cái việc gọi là sử dụng thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế để hồi sinh người chết. Và như các bạn đã biết thì nhóm bạn của thanh niên Guren đã được hồi sinh từ cõi chết. Nên nếu họ biết được chuyện họ đã chết rồi mà được hồi sinh thì sẽ có một cái chuyện lớn xảy ra. Nên buộc lòng thanh niên Guren phải đánh ngất hết tất cả đồng đội của mình, không cho họ biết được cái bí mật động trời này. Khi đó thanh niên Kimizuki đã hỏi Guren rằng: "Kẻ nào đang lợi dụng em gái tôi?" "Gia tộc Hiragi, Hiragi Kureto." "Kureto là người nắm quyền chỉ huy, nhưng ngay cả anh ta cũng không thể ngăn nó lại." "Thế ai mới là kẻ chủ mưu?" "Từ trước tới giờ ta cũng nghĩ về điều đó suốt. Sau khi leo lên vị trí cao hơn, ta đã nhận ra một điều." "Điều gì?" "Kẻ chủ mưu không phải là Hiragi. Cả Hiragi lẫn Nhật Bản Đế Quỷ Quân đều là con tốt do kẻ nào đó tạo ra để lợi dụng." Thật là bất ngờ các bạn à. Tại vì cái hồi episode 11 á, tới giờ á, chúng ta đều làm tưởng rằng cái gia tộc Hiragi này họ đã sử dụng thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế để kiểu như mưu đồ thống trị thế giới đó các bạn. Nhưng chúng ta đã làm cái mưu đồ thật sự nó không phải là nằm ở gia tộc Hiragi, mà có một kẻ nào đó đứng phía sau giật dây. Và theo như lời của thanh niên Guren nói, thậm chí cả Kureto và lực lượng đội quân của anh ta cũng không thể nào kiểm soát được thiên thần tối cao của ngày tận thế. Tiếp sau đó, Guren đã đưa ra một bằng chứng rất là xác thực. Nhưng tại sao nhà Hiragi lại lớn mạnh tới mức đó? Tại sao họ vẫn liên tục nắm quyền suốt mấy trăm năm? Thật bất thường phải không? Họ vẫn đứng trên đỉnh cao của quyền lực ngay khi cả thế giới bị diệt vong. Và cũng chính lịch sử đã chứng minh cho chúng ta biết rằng dù cho một cái triều đại nó có lớn mạnh tới như thế nào thì cho đến một ngày nó cũng sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, gia tộc Hiragi họ đã trường tồn rất là nhiều năm, thậm chí cả hàng trăm năm, nhưng họ chưa hề bị sụp đổ. Trong đó thì gia tộc Ichinose là một trong những cái gia tộc mà được một số cái gia tộc nhỏ lẻ hy vọng rằng chính gia tộc này sẽ lật đổ gia tộc Hiragi. Nhưng thanh niên Guren của chúng ta sau một cái khoảng thời gian khi lên được những cái chức cao hơn á, dần dần anh ta đã ngộ ra được rằng dường như có một kẻ nào đó đã đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện, chứ không phải là gia tộc Hiragi. Và ở quyển số 15 kỳ này, chúng ta vô tình phát hiện được một cái sự thật rất là đáng sợ về cái cô nàng Shinoa này. Cô đã sinh ra cùng con quỷ trong một thí nghiệm điên rồ. Con quỷ được cấy vào người từ khi cô chào đời ấy đã nói gì? Shikama Duchi đã thì thầm điều gì với cô? Bản thân tôi thì sau khi đọc xong cái khúc này vẫn thấy có một cái gì đó nó nghi vấn các bạn à. Cái con quỷ được cấy vào người Shinoa từ khi sinh ra trong một cái thí nghiệm gì? Rốt cuộc thì cái người tên là Shikama Duchi được đề cập trong cái quyển episode 15 này là ai? Và đã thì thầm với Shinoa điều gì? Và cái mục đích mà cái con quỷ đó được cấy vào bên trong người của Shinoa là để làm gì? Đây là một trong những cái chi tiết mà tôi cảm thấy khá là bí ẩn ở episode kỳ này. Quay trở lại với câu chuyện, tại sao Guren lại tiếp tay cho thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế? Theo như lời của thanh niên trung sĩ Narumi suy luận, Hiragi Shinya với mấy người của đội trung tá sẽ chết sau 2 năm nữa. Việc trung tá cần phải làm chính là kéo dài sự sống cho họ ư? Guren ấp úng. Và cũng có một cái chi tiết tôi cảm thấy khá là khó hiểu ở đây. Sau cái chi tiết kể về cái việc mà Shinoa có một cái con quỷ gì đó đã được cấy vào trong người cô từ khi mà cô được sinh ra đó. Đây chính là chi tiết này. Vậy giả sử trung tá không làm chuyện đó thì thế giới vẫn tiếp diễn như 8 năm về trước chứ? Ta sẽ không bao biện gì đâu. Sao cơ? Rốt cuộc nạn diệt vong vẫn xảy ra à? Thế thì trung tá đâu cần phải chịu trách nhiệm?
đọc xong cái khúc này tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó nó bí ẩn các bạn à. Nếu mà giả sử Guren không dùng thí nghiệm thiên thần của ngày tận thế để hồi sinh những đồng đội của mình thì thế giới vẫn sẽ bị hủy diệt. Vậy thì cái mấu chốt để gây ra cái sự hủy diệt đó là gì? Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta chưa thể nào bật mí được trong cái quyển Scrap of the End này. Sau một hồi moi móc chuyện từ trung tá Guren, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã biết được cái sự thật, cái bí mật thật sự Guren muốn sử dụng thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế để làm gì? Hồi sinh loài người, hồi sinh tất cả những người ta từng giết chết. Sau khi đọc xong khúc này tôi cũng thấy khá là bất ngờ, bởi vì cái ý tưởng sử dụng thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế để hồi sinh tất cả loài người, hồi sinh những người mà Guren đã từng giết chết. Tuy nhiên nó vẫn có một số vấn đề. Sau cùng thì cả team cùng nhau luyện tập giúp Thanh Niên Du kiểm soát được thí nghiệm thiên thần của ngày tận thế theo như lời của Crowley Elforce nói. Và phần thứ hai của bộ truyện này là xoay quanh cái cuộc đảo chính của Thanh Niên Kurito chống lại người cha ruột của mình, đại tướng Hiragi Tenri. Chúng ta vô tình biết được một cái bí mật rất là động trời, đó chính là Hiragi Tenri, ông ta không còn là con người nữa. Bằng chứng, khi Kurito dùng kiếm của mình chém đứt đầu của ông ta thì ông ta ngay lập tức đã nối đầu của mình lại bằng những sợi xích. Có một điều tôi thấy khá là kỳ lạ ở ông đại tướng này, tại sao ông ta lại đeo một phần mặt nạ ở bên mặt phải của ông ta, trông khá là bí ẩn, nhìn cứ như là ông ta bị trọng thương gì đó. Vậy chứng tỏ rằng ở trong quá khứ ông ta đã từng phải chiến đấu một cuộc chiến gì đó rất là ghê gớm, dẫn đến việc mình bị thương nghiêm trọng như vậy. Cho nên để che đi cái vết thương, ông ta phải sử dụng một cái mặt nạ chẳng hạn. Trong một cái phút giây khi thanh niên Kurito của chúng ta cứu cô nàng Sangu Aoi, đó chính là chị của cô nàng Sangu Mitsuba đó, thì anh ta đã bị mất đi một cánh tay. Vấn đề không phải là nằm ở chỗ là Kurito có mất đi cánh tay hay không, mà vấn đề nó nằm ở đây. Giống như 8 năm về trước, họ còn học phổ thông, con vẫn bảo vệ đám thuộc hạ nhãi nhép. Đến tận phút cuối cùng, con chẳng đưa ra được quyết định nào đúng đắn. Cái đám nhãi nhép mà ông đại tướng này đề cập không lẽ chính là Guren, Hiragi Shinya cùng với những người kia? Khả năng này rất là cao, bởi vì nó đã từng được đề cập trong truyện Scrap the End, Ichinose Guren, đại họa năm 16 tuổi. Các bạn có thể lên các trang như otakusan.net để đọc nhé. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, tuy nhiên thanh niên Kurito của chúng ta vẫn còn một kế hoạch dự phòng, đó chính là sử dụng thí nghiệm thiên thần của ngày tận thế để tấn công chính người cha của mình. Bùng, cuộc đảo chính đã thành công và chính thanh kiếm của Kurito đã giết chết chính người cha ruột của mình. Trước khi Hiragi Tenri ông ta trút hơi thở cuối cùng thì Kurito đã hỏi ông ta rằng còn muốn biết ai là kẻ thù thực sự, ai là người đã thao túng cha, à không, thao túng cả gia tộc Hiragi mới đúng. Trước khi chết ông ta đã nói rằng có một vị thần cổ xưa nào đó đã nguyền rủa gia tộc Hiragi. Và những lời cuối cùng khi ông ta chết, ông ta công nhận rằng Kurito tài năng và ưu tú hơn nhiều so với Mahiru. Từ nay con sẽ trở thành chủ nhân mới của Hiragi. Sau khi đại tướng của Nhật Bản Đế Quý Quân trút hơi thở cuối cùng thì bỗng nhiên có một bóng đen kỳ lạ xuất hiện từ phía sau Kurito, một người ma hình hài của một thiên sứ, một phụ nữ đang đứng trước mặt của Kurito. Kể từ hôm nay ngươi sẽ là vua của loài người à? Ngươi là ai? Tenri bảo ta là ai? Một vị thần cổ xưa. Ha ha ha, ta không phải thần linh gì cả đâu, hắn xấu tính hơn ta nhiều. Kurito chớp lấy thời cơ tấn công cái vị thần cổ xưa này, tuy nhiên không làm gì được. Xin chào, về rồi à, Raimeki. Wow. Phan, chúng ta vô tình phát hiện ra được một chi tiết kỳ lạ. Xin chào, về rồi à, Raimeki. Các bạn nên nhớ, Raimeki chính là trang bị quỷ chú của thanh niên Kurito. Nhưng tại sao khi nhìn vào trang bị quỷ chú cũng như Kurito thì cái người phụ nữ này lại có thể nói một cái câu bình thản như thế này? Xin chào, về rồi à, Raimeki. Vì chứng tỏ cái trang bị quỷ chú của thanh niên Kurito này, cái lúc còn sống á, cái lúc mà chưa trở thành quỷ, đó chính là cái lúc mà còn là ma cà rồng á, chắc chắn Raimeki đã có một cái mối quan hệ gì đó với bà ta, một người đàn bà rất là bí ẩn. Khi Kurito ra lệnh cho quân lính sử dụng thí nghiệm thiên thần của ngày tận thế để tấn công cái người phụ nữ bí ẩn mới xuất hiện này thì chỉ bằng một câu nói dừng lại, ngay tức khắc thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế đã ngừng tấn công. Các bạn nghe kỹ nha, ngừng tấn công. Đấy là nghiên cứu con người từng làm cho ta, nó không phải là đồ chơi của người, vả lại nó cũng chẳng đủ sức giết ta đâu. What the heck? Cái gì? Thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế mà không đủ sức giết người phụ nữ này? Rốt cuộc cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nếu như các bạn đã từng theo dõi episode 11 của Scrap the End, chắc chắn các bạn sẽ biết được rằng cái thí nghiệm thiên thần tối cao của ngày tận thế này nó quỷ diệt ghê tới mức nào. Nhưng bà ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu rằng, vả lại nó cũng chẳng đủ sức giết ta đâu. What? Vậy chứng tỏ
là cái bà này còn mạnh hơn cả thí nghiệm thiên thần tối cao của ngài tận thế nữa. Vậy rốt cuộc bà ta mạnh cỡ nào? Kirito, ta sẽ chiếm lấy ngươi. Rốt cuộc ngươi là cái giống gì vậy? Ngươi muốn hỏi tên ta à? Tên ta là Shikama Dochi, ma cà rồng đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Wow wow wow, tôi thấy cái cuốn số 15 này có nhiều bí ẩn được bật mí rồi nha. Vậy thì sao ta? Biết nói sao giờ? Thì qua những câu nói này chúng ta có thể biết được rằng người phụ nữ này chính là thủy tổ đệ nhất ma cà rồng đầu tiên. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc một điều. Ủa, tôi nhớ tôi đọc episode 12 nó đề cập rằng là thủy tổ đệ nhất là đàn ông, tại sao nhìn cái dáng người của cái người này ra một người phụ nữ? Tôi cũng chẳng hiểu. Thì theo tôi nghĩ rằng thì có thể thì ông ta chính là một người đàn ông, tuy nhiên kiểu như là vẻ bề ngoài nhìn giống phụ nữ vậy đó, giống như một cái hình thức trong anime mà người ta gọi là trap các bạn. Cái sự thật này là một trong những cái điều mà bất ngờ nhất nằm trong cái quyển số 15 này. Đây chính là cái người mà Osgiles thủy tổ đệ nhị cùng với Leska thủy tổ đệ tam đang đi truy tìm. Và cái mục đích truy tìm thủy tổ đệ nhất của hai người này tôi vẫn chưa hiểu được các bạn à. Và gượm đã, các bạn còn nhớ Shikama Dochi quá quen phải không? Phải gọi là quen luôn. Nó cũng có liên hệ tới một cái chi tiết bí ẩn nằm trong cái quyển số 15 này luôn. Và chúng ta ngay lập tức phải quay trở lại cái chi tiết này ngay. Cô đã sinh ra cùng con quỷ trong một thí nghiệm điên rồ. Con quỷ được cấy vào người từ khi cô chào đời ấy đã nói gì? Shikama Dochi đã hy tham điều gì với cô hả? Vậy chúng ta có thể chứng minh được rằng thủy tổ đệ nhất đã từng nói với cô nàng này một cái điều gì đó. Và nội dung của quyển số 15 kỳ này càng trở nên gay cấn hơn khi chúng ta biết được rằng Shikama Dochi có liên quan tới cô nàng Shinoa. Và chính cái người này đã cấy một cái con quỷ gì đó vào người Shinoa kể từ khi cô được sinh ra trong một cái thí nghiệm điên rồ nào đó. Liệu thật hư của chuyện này sẽ ra sao? Trong tâm trí nơi chỉ có Kureto và Raimaki, trang bị quỷ chú của thanh niên này, thì anh ta đã hỏi Raimaki một câu hỏi rằng: lúc bị người đâm, Shikama Dochi đã nói về rồi à, người quen của ngươi hả? Ta chẳng có một chút trước gì về việc đó. Và thông qua chi tiết này chúng ta có thể biết được rằng là ma cà rồng sau khi chết đi sẽ bị biến thành quỷ theo như những gì đã được chứng minh trong episode 13. Và một cái điều quan trọng nữa là những ma cà rồng đó sau khi hóa quỷ sẽ không còn chút ký ức gì từ cái hồi mình còn là một con ma cà rồng. Như các bạn có thể thấy, nhìn thì tưởng cô nàng này đang ở trong cái trạng thái rất là bình thường, đang nói chuyện với Kureto một cách khá là bình thản. Tuy nhiên, lật qua vài trang tiếp theo, chúng ta có thể thấy được rằng là cái cô nàng Raimaki này đang cố gắng dùng phép của mình để ngăn chặn cái sự xâm nhập từ Shikama Dochi. Các bạn biết mà, Shikama Dochi thủy tổ đệ nhất, sức mạnh rất là ghê hồn, cho nên cô nàng này dường như chắc chắn 100% sẽ không trụ nổi. Cách để có thể ngăn chặn Shikama Dochi xâm nhập vào trái tim của Kureto đó chính là, thì cái cách này chắc các bạn nghe sẽ không vui đâu. Cách thứ nhất đó chính là làm váy bẩn cô nàng Aoi Sangu. Cách thứ hai đó chính là rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm. Và cuối cùng anh đã chọn rũ bỏ tất cả trách nhiệm và trọng trách còn lại của Nhật Bản đế quốc quân đã được giao cho Guren và Shinya. Và thông qua cái chi tiết này chúng ta có thể thấy được cái một cái tình bạn gì đó khá là bền chặt giữa Guren, Shinya, Kureto cùng với những người khác. Và cũng thông qua đây chúng ta có thể thấy được mục tiêu chung của Guren lẫn thanh niên Hiragi Kureto, đó chính là tìm ra kẻ chủ mưu thật sự. Quyển truyện Sorab The End episode 15 này kết thúc với khung cảnh thanh niên Yu của chúng ta lao đầu ra và đối đầu với thủy tổ đệ ngũ Kiluk. Nhận xét cá nhân của tôi về cái quyển số 15 kỳ này, phải gọi là sao ta, cực kỳ hay. Nó mở ra cho chúng ta nhiều cái bí ẩn khác nhau, nhiều cái khúc mắc khác nhau. Tuy nhiên vẫn còn những cái bí ẩn trong đó chưa được giải quyết, chưa được sâu chuỗi. Để từ từ tôi sẽ làm một video clip cụ thể nói về những cái bí ẩn còn sót lại vương vấn trong những cái tập gần đây của Sorab The End. Và cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kỳ tới của tôi.